Mình muốn mua trà nở ngày đất để điều trị bệnh gút cho mẹ. Xin hỏi là trà nở ngày đất bán ở đâu và giá bao nhiêu tiền một ký? Mình xin cảm ơn ạ. Chào bạn, cây nở ngày đất là một dạng cây thân thảo, thân cây nhỏ mọc sát mặt đất, và loại cây này thì mọc hoang rất là nhiều ở các tỉnh miền Trung nước ta. Cây nở ngày đất thì có công dụng là hạ axit uric và thường được dân gian sử dụng để điều trị bệnh gút. Hiện nay thì cây nở ngày đất chủ yếu được dùng dưới hình thức là pha hãm như là một loại trà khô uống rất là tiện lợi. Trà nở ngày đất thì được chế biến dưới dạng là cây khô cắt ngắn phơi khô và rất là sạch, tiện lợi cho quá trình sử dụng. Sử dụng dưới hình thức là nguyên cây thì sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều so với dạng túi lọc, bởi vì chúng ta có thể kiểm tra được cây có bị ẩm mốc, muối mọc hay không. Đây là yếu tố mà chúng ta không thể kiểm tra được khi sử dụng trà túi lọc. Giá bán cây nở ngày đất tại Thảo Dược Đức Thịnh là 150.000 đồng một ký. Nếu như là bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.